giành trọn vẹn 6 điểm trước Bình Phước ở mùa giải trước. Nhưng An Giang vẫn kết thúc giải với vị trí thấp hơn câu lạc bộ Bình Phước. An Giang xếp hạng 4, còn Bình Phước giành hạng 3. Chúng ta cùng chờ xem các cầu thủ áo trắng sẽ phối hợp thực hiện quả đá phạt này như thế nào. Nguy hiểm, rất nguy hiểm. Có vào không? Trọng tài xác định là bóng chưa lăn qua vạch vôi cầu môn. Lại nằm sân. Liên tiếp những pha nằm sân của các cầu thủ Bình Phước. Chúng ta cùng xem lại pha bóng nguy hiểm vừa rồi. Pha phối hợp đá phạt hơi cầu kỳ, nhưng cuối cùng cũng đem lại một tình huống nguy hiểm. Và theo quan sát của chúng tôi thì bóng đã chưa thực sự lăn qua khỏi vạch vôi cầu môn. Đúng là như vậy thưa các bạn. Và trong nỗ lực cứu thương vừa rồi thì Quy Tính đã bị đau. Sau vòng đấu này thì các cầu thủ Bình Phước sẽ được trở về sân nhà để thi đấu ở vòng 6 gặp Long An. Còn An Giang sẽ làm khách tại sân của Phố Hiến. Đó là trận đấu dự đoán là nhiều khó khăn cho An Giang. Tuy nhiên mùa giải này thì An Giang đã thi đấu khá tốt trên sân khách. Khi hai trận đấu trên sân khách vừa qua, An Giang không thua, thậm chí là một thắng một hòa. Họ giành được 4 điểm ở hai chuyến xa nhà. Số 23 của Bình Phước là Điểu Quy được thu vào sân. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.